dân Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài tái xuất màn ảnh sau tai nạn. Sau tai nạn trên trường quay, Giang Tổ Bình ngừng đóng phim một thời gian để đi điều trị và bất ngờ trở lại màn ảnh với phim hành động Đội Chuyên Án Đặc Biệt. Nếu muốn trở thành diễn viên nổi tiếng, ngoài khả năng diễn xuất, ngoại hình chính là thứ quyết định số phận. Giang Tổ Bình có cả hai điều đó và con đường nghệ thuật của cô vì thế cũng rực rỡ. Giang Tổ Bình sinh ra trong một gia đình trung lưu và bộc lộ năng khiến diễn xuất từ khi còn là một cô bé. Lớn lên, với đam mê và sự ủng hộ của gia đình, cô thi tuyển vào trường đại học thực nghiệm kịch nghệ Quốc Quang. Đây vốn là một trong những lò đào tạo diễn viên nổi tiếng nhất Đài Loan. Sau khi tốt nghiệp, Giang Tổ Bình xuất hiện trước máy quay với những vai diễn siêu phụ. Là một cô gái mạnh mẽ và đam mê, Giang Tổ Bình không hề chùn bước và cô đã thành công. Bước chuyển mình trong sự nghiệp diễn xuất của Giang Tổ Bình bắt đầu với vai Ngân Tâm trong tác phẩm kinh điển Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Diễn xuất tốt, ngoại hình xinh đẹp giúp Giang Tổ Bình nhanh chóng thừa thắng xông lên. Cô trở thành gương mặt quen thuộc với cả khán giả xứ Trung và Việt Nam qua loạt phim ăn khách như Công Chúa Hoài Ngọc, Phong Vân, Đời Sống Chợ Đêm, Ngàn Vàng Tiểu Thư, Khi Người Ta Yêu, Đại Thời Đại. Vai diễn của Giang Tổ Bình khá đa dạng. Cô ghi dấu ấn từ những nhân vật hiền lành, vui vẻ đến những vai phản diện. Thế nhưng, khi sự nghiệp đang lên, Giang Tổ Bình bất ngờ gặp tai nạn trên trường quay bộ phim Yêu Em Vô Điều Kiện. Trong quá trình thực hiện bộ phim, có một phân cảnh nhân vật cô bị tát. Với mong muốn đem đến cho khán giả những cảm giác chân thật nhất, Giang Tổ Bình từ chối dùng thế thân mà chấp nhận diễn trực tiếp. Tuy nhiên, bạn diễn Quách Tử Càng đã không kiểm soát được lực tay, khiến nữ bị chấn thương vùng não, tổn thương thính lực. Xót xa hơn, bác sĩ thông báo tai trong của Giang Tổ Bình bị mất cân bằng, đồng nghĩa với việc cô cả đời không được vận động mạnh. Nữ diễn viên thường xuyên cảm thấy chóng mặt, buồn nôn. Cuộc sống của Giang Tổ Bình đảo lộn hoàn toàn sau tai nạn này. Cô phải dừng đóng phim để sang Singapore điều trị. Thế nhưng, niềm đam mê diễn xuất chưa bao giờ tắt trong Giang Tổ Bình. Tình yêu dành cho nghệ thuật thứ bảy đã đưa cô trở lại màn ảnh cùng bộ phim bom tấn hành động Đội Chuyên Án Đặc Biệt. Trong Đội Chuyên Án Đặc Biệt, Giang Tổ Bình hóa thân thành một cảnh sát nằm vùng để điều tra án mạng. Trong vỏ bọc dân chơi, nhân vật của Giang Tổ Bình đã đi sâu vào thế giới ngầm của một tập đoàn tội phạm núp danh doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trong hành trình cùng các đồng nghiệp bóc trần những phi vụ làm ăn phi pháp của tập đoàn này, Giang Tổ Bình một lần nữa chứng minh khả năng hóa thân xuất thần của mình. Dù làm ăn đấu trí căng thẳng hay những cuộc đấu tay đôi với tội phạm đều chẳng làm khó được nữ diễn viên đã bước qua độ tuổi 40. Đội Chuyên Án Đặc Biệt 2 dài 80 tập, lên sóng VTC 9 lúc 19:40 các ngày trong tuần từ ngày 12 tháng 12 năm 2021. Bộ phim do đạo diễn nổi tiếng Tôn Thụ Bồi Cầm Trịch. Đội Chuyên Án Đặc Biệt là cuộc đấu trí căng thẳng giữa cảnh sát và một tập đoàn lớn với nhiều hoạt động phi pháp phía sau lớp vỏ sạch sẽ. Đó là kế hoạch âm thầm của Tố Lan, người phụ nữ muốn lấy lại những gì cô đã đánh đổi trong suốt 20 năm thanh xuân. Thế nhưng, kế hoạch của Tố Lan không qua được con mắt cứu vợ của Chủ tịch Long, và hai cái đầu lạnh bắt đầu bước vào cuộc chiến cân não. Cuộc chiến ấy còn trở nên đen tối hơn khi tập đoàn này vốn dĩ là một tổ chức tội phạm đúng nghĩa với nhiều công việc làm ăn phi pháp. Tất cả những phi vụ phi pháp của chúng luôn được che đậy bằng chiếc mặt nạ sạch sẽ. Tập đoàn kinh tế lớn có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhưng những cái đầu lạnh kia dù ranh ma, quỷ quyệt đến đâu cũng không thoát khỏi con mắt nhà nghề của cảnh sát. Ngay khi nhận diện được bản chất thật sau tấm rèm thưa, họ cũng bước vào cuộc chiến. Ba nữ cảnh sát xinh đẹp của Đội Chuyên Án Đặc Biệt hóa thân thành những cô gái dân chơi để điều tra. Thế giới ngầm được các cô và đồng đội dần bóc tách. Trong hành trình đưa những kẻ tội phạm ra ánh sáng là nhiều tình huống gay cấn, ly kỳ và bất ngờ. Trong bộ phim này, Giang Tổ Bình một lần nữa khiến truyền thông dậy sóng vì khả năng hóa vai xuất thần, nhiều mỹ từ đã được trao cho cô. Giang Tổ Bình vốn là diễn viên nổi tiếng bằng thực lực, thế nên việc cô tiếp tục chinh phục khán giả ở thể loại phim hình sự điều tra phá án cũng dễ hiểu. Đã bước qua độ tuổi 40 và chịu sự cạnh tranh gay gắt của nhiều gương mặt trẻ nhưng Giang Tổ Bình vẫn giữ được vị trí và sức hút nhờ tài năng. Cách làm việc chuyên nghiệp và đặc biệt là sự lăn xả trên trường quay.